Hello tất cả anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay buổi chiều nha anh chị, em sẽ quay cho anh chị xem lại cái vườn cà pháo ở bên team em ha. Đang trồng thì sẵn là chia sẻ lại cho những anh chị nào mà đang mua hạt giống bên em á thì cũng có thể là xem được. Thì cái mô hình này á, là trước á, là em trồng cây húng quế nha anh chị, sau đó thì em trồng chen luôn cái cây cà pháo. Hôm nay thì húng quế là bên em cũng đã thu hoạch xong rồi. Thì về hạt giống á, thì bên em cũng có cung cấp cái hạt giống cà pháo. Còn hạt giống quế thì anh chị vào kênh của anh mình Gò Công ha để anh chị xem. Thì mô hình này á, là một công đôi chuyện nha anh chị, thì hôm nay thì nó cũng đã đạt được là 60 ngày nè, nó ra được những cái trái chiến nha anh chị ha. Trái chiến thì nó cỡ này nha anh chị, và giống này á, là giống là bông tím trái trắng mà loại trắng rời nha anh chị ha. Cái ưu điểm của trắng rời á, là nó sẽ rất là giòn, và hai nữa là khi mà mình thu hoạch anh chị là nó sẽ không có bị đen nha. Có nghĩa là mình thu hoạch với số lượng nhiều anh chị chưa có kịp bán á, anh chị bỏ vô bịch nó sẽ hầm hơi á, thì sẽ có những cái loại giống mà trắng chùm anh chị, nó rất là dễ bị đen. Còn cái giống này của bên em là sẽ không có bị đen nha anh chị ha, nó rất là ok luôn. Về khoảng cách trồng á, thì anh chị có thể là trồng khoảng đâu là từ 5 tấc cho đến 7 tấc nha. Thì như bên em là trồng khoảng đâu là 7 tấc cho một gốc nha anh chị, tại vì bên em sẽ lấy tàn ha. Đó, quay cho anh chị xem. Thì mô hình này á, thì bên em là đang trồng trên nền đất thịt nha anh chị. Hiện tại là quay vào cái buổi chiều anh chị ơi, thành ra là nó cũng hơi tối nha anh chị ha. Cái màu sắc video nó cũng không có được đẹp mấy, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng là quay cho anh chị xem. Về năng suất của nó thì trên 1.000 mét vuông á, thì theo cái khoảng cách mà em trồng là 7 tấc á, thì nó sẽ khoảng đâu từ 150 kg cho đến 170 kg trên một tầng nha anh chị. Còn đối với mà những anh chị nào mà trồng khoảng 5 tấc á, thì có thể là lên 200 kg trên một tầng luôn, khi mà là nó vô cái vụ rộ nha. Còn mới trái chiến như vậy thì nó sẽ không tới nha anh chị, cái gì cũng vậy á, đợi mà nó có tàn rồi nó trái nhiều á, thì mình hái thì nó mới có ký. Thì cà pháo này á, thì nó có hay bị bệnh là nó bệnh là sâu đục thân nha anh chị ha, với lại nó bị vàng lá, với cái nữa là nó bị lở cổ rễ chết nhát đó. Nhưng mà ở đây thì anh chị phòng bệnh kỹ thì cũng ok, ví dụ như nó bị sâu đục thân á, thì mình có thể mua những cái chai thuốc như là sâu nhện 5.0 á, em có bỏ trên top top của em á, là Quỳnh Thủy Tinh Vlog luôn ha. Thì anh chị lên đó mua về xịt phòng nó cũng được nè. Và hai nữa là khi mà nó bị chết nhát như vậy á, thì mình có thể mình mua cái bộ là nano đồng cộng với thằng HT02 để mình cộng lại để mình xịt ha. Cái đó là trồng với số lượng nhiều luôn á. Thường thường là anh chị mua hạt giống bên em á, một gói như vậy là anh chị sẽ trồng được là 1.000 mét vuông nha. Đó, anh chị xem về cái khoảng cách trồng nè. Hiện tại là cái này nó chưa có ra tàn, anh chị nhìn nó thấy vậy đó, chứ 11 nó ra tàn là nhìn mê lắm. Đến bữa nữa là em sẽ xịt bo vô nữa nha anh chị ha. Khi mà nó ra bông ra trái thì mình xịt dưỡng bo vô. Sử dụng thằng nano canxi bo á, ở trên cái kênh TikTok của em thì cũng có luôn luôn nữa nha anh chị ha. Anh chị với việc vào đó là có à. Nói chung là em thêm đầy đủ hết những cái loại thuốc mà cần hỗ trợ cho cây cà pháo á, em bỏ nó vô ở trong cái tớp tớp của em hết. Còn hiện tại là bây giờ thì em cũng có thêm những loại hạt giống khác nữa, anh chị cũng có thể là vào xem ha. Nó ra trái anh chị, giống bên em là giống trái rời nha. Trái rời là nó mới trắng giòn và nó sẽ không có bị đen. Còn những cái anh khác mà quảng cáo giống trái chùm này nọ, chị cho anh chị mua về trồng thử đi, anh chị ăn vô rồi nó sẽ bị chát và nó sẽ bị hăng ha. Và hai nữa là nó rất là dễ bị đen, nhưng mà nó trồng thì cũng năng suất. Ở đây thì cũng chia sẻ cho anh chị như vậy. Và giống này thì nó có nhiều loại lắm, nhưng mà cái loại bên em thì cũng đã test thị trường rồi, cái giống nào chuẩn ok thì bên em mới kiểu như là mới nhập về chia sẻ cho anh chị ha, cũng như là chia sẻ cái kỹ thuật cho anh chị là ở trên cái kênh này luôn. Nói chung là em hay ra video về cà pháo. Rồi thời điểm Tết á, thì em sẽ chia sẻ về hoa Tết, nhưng mà xong Tết á, thì em sẽ quay lại và là cà pháo ha. Và có nhiều anh chị hỏi là cà pháo này trồng được quanh năm hay không, thì này là nó trồng quanh năm nha nha anh chị ha, trồng quanh năm mà thậm chí á, là nó thu hoạch là tầm 1 năm đến 2 năm luôn á. Đó là chia sẻ anh chị như vậy. Nói chung ăn thua cách mình đi phân thôi. Ví dụ như mà anh chị muốn lấy tàn nó nhiều để anh chị hái á, anh chị trồng thưa á, thì anh chị đi phân ure. Hiện tại là phân ure là 11.000 một ký nha. Còn hoặc là anh chị mà muốn cây nó lùng 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 mà trái nó sai á, thì anh chị dặn kali lại, có thể sử dụng 20-15 mà cái loại TE đó. Cái loại đó nó có cái hàm lượng kali anh chị, mà nó vừa có đạm luôn á, nó lùng 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 mà trái thì vẫn là sai nha. Rồi hôm nay em chia sẻ cho anh chị tới đây thôi, em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo của em về chủ đề trồng cà pháo nha.